trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi trong vụ dùng xe công đón người thân tại sân bay nội bay. Ngày 8 tháng 1, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương đã đăng tải bức thư của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi các cơ quan báo chí truyền thông về sự việc văn phòng bộ này dùng xe công vào đón người thân trong gia đình bộ trưởng ở khu vực sân bay nội bay ngày 4 tháng 1. Trong thư, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết do thời điểm đó đang phải nằm điều trị tích cực tại khoa tim mạch Bệnh viện Bạch Mai theo yêu cầu của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương nên hôm nay ông mới có thể chính thức phản hồi. Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời là người trong gia đình có liên quan, Bộ trưởng gửi lời xin lỗi tới toàn thể hành khách trên chuyến bay VN262 tối ngày 4 tháng 1 năm 2019. Đặc biệt gửi lời xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và đồng nghiệp trong ngành công thương. Tôi coi đây là một bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương. Tôi đã báo cáo các cấp lãnh đạo cấp trên, đồng thời tôi sẽ rà soát kiểm tra lại toàn bộ vụ việc để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai, thư viết. Không quay phim cán bộ tiếp dân nếu không được cho phép. Nội quy tiếp công dân vừa được ban hành của thành phố Hà Nội ghi rõ, không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản quyết định ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Ngoài các quy định chung, nội quy cũng quy định rõ đối với công dân đến trụ sở tiếp công dân thành phố phải xuất trình giấy tờ tùy thân, có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ. Công dân được tiếp theo thứ tự phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động, gây mất trật tự trong trụ sở tiếp công dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan tổ chức tham gia tiếp công dân. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung từ 5 người trở lên thì phải cử người đại diện để trình bày, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Trong nội quy cũng ghi rõ, không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Đối với người tiếp công dân, nội quy ghi rõ phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, thẻ công chức, được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận thụ lý vụ việc. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. Giữ bí mật về thông tin người đến tố cáo. Nội quy cũng yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người đến tố cáo, yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm, trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nội quy cũng quy định các trường hợp từ chối tiếp và lập biên bản yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích, người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, công dân khiếu nại tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại tố cáo. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan tổ chức, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ, có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của trụ sở tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoặc vi phạm nội quy tiếp công dân. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi dục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thiếp đoạt biệt thự sẽ đất rừng Sóc Sơn bắt động sau lệnh cưỡng chế. Dù chính quyền khẳng định sẽ tiến hành cưỡng chế 18 công trình vi phạm xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn tại xã Minh Phú trong tháng 12 năm 2018, nhưng đến nay các công trình biệt thự villa đồ sộ vẫn còn nguyên, thậm chí vẫn hoạt động kinh doanh tấp nập trước lần cưỡng chế. Theo ghi nhận của phóng viên, các công trình nằm trên đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội vẫn còn tồn tại sau nhiều lần trì hoãn,
Đặc biệt, trước lệnh sẽ tiến hành xử lý các công trình vi phạm trong tháng 12 năm 2018. Tại nhiều biệt thự nghỉ dưỡng thuộc xã Minh Phú vẫn tấp nập đón khách tới ở từ ngày thường cho đến ngày cuối tuần, chủ cho thuê khẳng định villa vẫn hoạt động bình thường. Có thể kể đến như các khu nghỉ dưỡng Dejoy Villa, Olisa, Big Home, Blue Villa, The Moonlight, Hidden Villa. Mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông mua lại của người dân với giá rẻ chỉ từ 2 đến 4 triệu đồng trên 1 mét vuông khiến nhiều ông chủ quyết định đầu tư các khu nghỉ dưỡng để kinh doanh cho thuê tại đây. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn lên kế hoạch sẽ xử lý xong 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Tuy nhiên, thời hạn đã qua mà nhiều công trình vi phạm vẫn bất động, được biết chỉ có một số hộ tự nguyện phá dỡ công trình sai phạm. Lý do huyện Sóc Sơn chưa cưỡng chế 18 công trình sai phạm trên là vì các hộ dân kiến nghị đang trong thời gian thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất ở địa bàn nên không phá dỡ những công trình này. Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết sẽ tiến hành xử lý các công trình vi phạm trong tháng 12 năm 2018, thế nhưng thực tế không hiểu vì lý do gì mà các công trình biệt thự nghỉ dưỡng thêm một lần nữa vượt mặt cơ quan chức năng. Nhiều công trình khủng nằm sâu trong rừng, xây tường kiên cố và cổng cầu kỳ hoành tráng. Lối lên khu gồm các biệt thự nghỉ dưỡng được bịt bằng cổng khóa. Lối đi trong rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú cũng được bịt bằng cổng sắt với dây thép gai. Khu đất chính chủ trên đất rừng phòng hộ công khai rao bán trở lại với số điện thoại khác. Trao đổi với phóng viên, nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết, trong vòng tuần tới không thể đặt lịch làm việc với chủ tịch hoặc phó chủ tịch, các anh bận đi cưỡng chế rồi. Thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 sẽ được sử dụng như thế nào? Từ năm 2019, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không in mới thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều người lo lắng không có thẻ bảo hiểm y tế thì khi đi khám chữa bệnh sẽ như thế nào? Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017-2018 vẫn tiếp tục được sử dụng mà. Trước đó, từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi thời hạn sử dụng như trước đây mà chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, vì thế không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Từ 1 tháng 1 năm 2019 sẽ không in mới thẻ bảo hiểm y tế. Sang năm tiếp theo, nếu người đó tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ, gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ bảo hiểm y tế. Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể tra cứu trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mã số Bảo hiểm xã hội ghi trên thẻ. Danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin, mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, các điểm thu, đại lý thu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 96 96 68 để được nhân viên tổng đài tra cứu giải đáp. Trên cơ sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế cho phù hợp. Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật quản lý theo mã số bảo hiểm xã hội để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Một điểm mới nữa là từ năm 2019, người dân sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong ngày. Bà Mai Hạnh, Phó trưởng ban sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lộ trình đổi thẻ bảo hiểm y tế trong ngày từ 1 tháng 1 năm 2019 được hiểu là trong những trường hợp chủ thẻ làm rách nát, mất thẻ bảo hiểm y tế hiện có hoặc đối tượng mới phát sinh. Khi đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc cấp lại ngay trong ngày nếu thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế đó không có gì thay đổi. Hoa chất đặc biệt, một miếng dán nhỏ giữ trái cây tươi 14 ngày. Một miếng dán nhỏ có thể giữ cho hoa quả tươi tới 2 tuần nhờ vào công thức hóa học đặc biệt giúp làm chậm quá trình chín và giữ cho trái cây tươi ngon lâu hơn. Nhãn dán Stiffit được phát triển bởi một công ty Malaysia cung cấp cho các nhà vườn có thể dùng để giữ trái cây tươi tự nhiên
đảm bảo hương vị tới 14 ngày so với trái cây bình thường mà không cần ngâm bất kỳ loại hóa chất nào. Theo đó, nhãn chánh này được sản xuất 100% nguyên liệu hữu cơ và hỗn hợp natri cloro đã được ion hóa và sáp bông. Hợp chất trên có tác dụng làm chậm sự hoạt động của vi khuẩn và ức chế ethylene, hai trong số nguyên nhân hàng đầu khiến rau củ quả nhanh bị hỏng và thối rữa. Hafiz Nurdin phụ trách dự án cho hay, hoa quả chín rồi sẽ hỏng, thối đi. Tôi không thể ngăn chặn những gì trái với tự nhiên, nhưng tôi có thể làm cho quá trình đó chậm lại. Ông cùng hai cộng sự khác đã thành lập ra công ty nghiên cứu về lĩnh vực này. Ban đầu, nhãn dán Stitfit chỉ được sử dụng cho xoài, nhưng hiện nay công ty tiếp tục phát triển thêm các loại nhãn dán áp dụng cho một số loại trái cây khác như bơ, đu đủ, thanh long, táo và lê. Ông khẳng định có nhiều phương pháp khác nhau để bảo quản độ tươi ngon của trái cây, nhưng nhãn dán của họ là giải pháp duy nhất sử dụng 100% thành phần tự nhiên, đảm bảo cho sức khỏe của con người. Công ty đã mở văn phòng tại Mỹ với tham vọng phát triển tại thị trường này. Công ty cũng có kế hoạch phát triển một nhãn dán trên các loại quả mọng và rau quả.